những điều thú vị đến với tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Take me somewhere far away from you. Trong khoảng 5 năm qua, chúng tôi xây dựng và hoàn thành rất nhiều dự án ở tại Đà Nẵng, ở tại Quảng Nam, ở tại Phú Yên, và đón rất nhiều cư dân ở khắp mọi miền đất nước đến sinh sống và làm việc. Chúng tôi rất tự hào khi là đơn vị là tiên phong ở tại Việt Nam phát triển nhà bất động sản hạng sang. Các sản phẩm ấy, chúng tôi không coi giá trị sản phẩm đó là được đong đếm bằng giá bán. Bởi vì giá trị của chúng tôi mong muốn hướng tới là một sản phẩm chúng tôi mong muốn là gì? Là tạo nên cái giá trị về văn hóa và lịch sử của sản phẩm đấy. Take me somewhere far away from you.